Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vương. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái quy trình chỉnh sửa ảnh thương mại, và hay còn gọi là chỉnh sửa ảnh tiệc các bạn. Sau khi mình đi chụp về thì mình chép file, lọc hình, edit và gửi file cho khách. Vâng, chúng ta cùng xem nhé. Vâng, bắt đầu quá trình chỉnh sửa ảnh thì mình vào, mình mở cái chương trình Lightroom lên ạ. Rồi, trước khi mình làm việc thì mình nên tạo một cái catalog mới nè. Nên catalog này các bạn, không dùng một cái catalog cũ nha các bạn. Vì mình dùng cái cũ thì nó sẽ làm cái quá trình làm việc mình lâu hơn, tại vì nó chứa quá nhiều file á, cho nên mình làm cái album nào thì mình cứ tạo một cái catalog mới rồi mình làm việc thôi. Cho này mình muốn chỉnh sửa thì mình cứ mở cái đó lên thôi, là mình chỉnh thôi các bạn. Để mình coi thử cái tên của tiệc hôm qua là bé tên gì. Emily. Vâng, thì đây là sinh nhật Emily nè. Emily. Hình như ly khác á. Emily. Ok. Rồi, tạo cái trang catalog mới nè. Đây. Đây là cái catalog mới chưa có cái nội dung gì vậy. Mình bắt đầu import hình ảnh vào nè các bạn. Import mình chép trong cái photographer này, cái hình raw này. Cái thư mục này nè. Emily. Đó. Nhưng mà hiện tại là mình chưa cái đổi tên thư mục đó, thì mình vô lại thư mục đó mình đổi tên lại cái nữa cho nó thống nhất nè. Cái hình raw, hình raw đây. Sinh nhật em đi. Ok. Tại giờ mình đang import ở bên đây đó, cho nên nó không cho mình đổi thứ một. Bây giờ mình cancel cái hôm qua đó mình đổi được này. Ok, thấy chưa? Rồi tắt này luôn, qua đây import mới nè. Raw nè. Sinh nhật nè. Đó rồi. Đã sinh nhật em đây. Ok rồi, em bỏ cho các bạn. Đó rồi, mình chuyển qua cái chế độ develop nè các bạn, là cái chế độ làm việc á, hoặc mà các bạn bấm phím tắt phím D thì nó tự chuyển qua thôi. Rồi bây giờ mình làm việc thôi. Đây là hình raw. Hình raw nó sẽ nhợt nhạt hơn là hình sketch các bạn, cho nên nhìn mình đừng những bạn chỉnh từ cái hình này qua cái hình raw qua cái hình sketch thì nó không có đẹp bằng. Thường thì mình làm xong thì mình có sẵn mấy cái reset. Mình nếu mà mình áp dụng reset này thì các bạn sẽ không biết quá trình làm việc như thế nào, cho nên mình làm lại từ đầu coi coi. À, trước tiên là mình chọn cái profile trước này, thay vì nó đang hiển thị là Adobe Color này. Đây là hệ màu của Adobe, hệ màu nó rộng hơn tại vì mình đang chụp cái Adobe Project này đó, cho nên mình chọn này cũng được. Còn không, mình vô trong phần này nè, và đặc biệt là trong phần camera matching này các bạn, mình nên chọn trong đây thì cái hệ màu nó sẽ ok hơn này các bạn. Trong cái máy thì mình set máy là portrait này, đúng không? Đây bây giờ là mình phải chọn cái này hoặc là standard cũng được, nhưng mà standard thì cái màu nó không cái tươi bằng. Đó. Standard này,
Ok. Rồi mình chọn ở trong cái phần profile của camera. Ok, bây giờ về phần ánh sáng thì cũng được rồi. Hiện tại cái này, cái hình này nó đang bị ám xanh nè, mình chuyển qua hồng một xíu nè. Tùy theo cái hình của mình để mà mình chỉnh cái xua nè, là cái ánh sáng các bạn có thể tăng lên hoặc giảm. Nếu mà hình mình tối thì mình tăng lên thôi, còn cái contrast là cái độ tương phản giữa sáng và tối này. Nếu mà có da người á, nếu mình chụp chụp chạy dạng chân dung thì mình giảm xuống cho da mềm mịn, còn mình chụp dạng trang trí thì mình nên tăng lên một xíu thôi, một hai nấc là được rồi. Cái highlight này mình giảm một xíu này. Cái highlight là cái phần ánh sáng á, cái phần sáng nhất của cái khuôn hình đó các bạn, còn cái shadow là phần tối nhất nè. Thường cái hình nào mình kéo shadow lên hết để cho cái hình nó đều lại nhau á, nó không vượt quá chênh lệch á. Cái white đây là nó cũng phần nó giống cũng giống như highlight các bạn. Cái black này thì nó giống như shadow luôn. Cái test nè đó, không mình giảm xuống là mịn ảo nè, tăng lên thì nó gai góc. Thì mình chụp hình thì mình nên làm cho nó mình xíu, mình giảm thôi. Có thể là 10 15 gì đó, nói chung tùy theo cái cảm nhận của mỗi người. Cái này cũng vậy nè, cái clarity cũng vậy nè, nó cũng nét hay là ảo nè. Mình giảm 10 luôn đi thì cái hình của mình ảo hơn. Cái detail đây nó cũng vậy luôn. Nói chung là trong cái cụm present này là nó là nét và không nét đó các bạn, nét và mờ ảo đó các bạn. Còn keyframe này là cái độ màu nè, mình tăng lên thì cái màu nó tăng lên, thường thì mình hay tăng lên 20 20 hoặc là 30 gì cũng được cho cái màu mình nó rực rỡ lên xíu, tại vì mình chụp tiện mà, nhiều lúc cho màu sắc lên xíu cho nó đẹp, hình của trẻ nhỏ con mà. Ok, trong cái phần basic này các bạn là xong phần basic đúng không? Mình chỉ chỉnh một số ít ánh sáng cho nó đều lại và nó mờ mờ ảo ảo một chút, tăng màu lên một chút. Trong cái phần này thì mình không sử dụng, tại vì cái phần này thì mình không có lên màu, không có chỉnh màu cho nên không cần sử dụng. Phần này cũng khỏi nè, này là phần lên màu này không luôn. Độ nét thì mình tăng lên 60 cho cái hình thấy nó nét lại mà các bạn. Cái noise thì mình tăng lên 50 nè, tại vì chụp đêm cho nên mình phải tăng ISO các bạn. ISO mình để 1600 đây, cái thông số này tốc, tại đây mình chụp khẩu 1.4 này cho nên cái tốc nó cao, ISO là 640. Nó cái này là 50 ạt chứ không phải là Tokina các bạn. Để mình chỉnh đã xuống cái phần lên rồi trở lại. Là nói chung là trong mọi tấm hình thì mình điều chỉnh hết, trừ khi mình chụp canh ngày thì mình không cái tăng noise thôi, mình không cái giảm noise thôi. Còn mình chụp đêm thì mình phải tăng lên 50 hoặc 60 các bạn. Mấy phần này thì không chỉnh nè, vì phần lên nè. Chọn vô này, đó. Đây là nó fix lỗi quang học của lens đó các bạn. Cái đây nè, hiện tại lens là nóng tốt 4 góc đúng không, thì mình fix vô thì nó đều cái hình lại, nhưng mà mình không phải là cái dòng này nha, dòng của mình là Canon nha, không phải 35 nha, mà là 50 nè. 50 50 1.4. Khoan khoan khoan, hình như cái trình lẫn không phải là Canon mà là Sigma. Rồi lấy tâm vong. Ủa, trong này nó không có ta. Sigma 51.4 đây. Đây mình chỉ chọn Sigma là nó tự động vô các bạn. Rồi, cái này là chỉnh gì đây? Mình thì không dùng cái này. Này. Đấy. Lấy lại cái hiệu ứng tối bốn góc các bạn, mình nên để lại một xíu để cho nó có chiều sâu. Ok, xong phần lên.
Transform là cái phần này là phần chỉnh về cái hình nó méo hình đó. Nhiều lúc mình chụp cái môi trường nó hẹp thì cái hình nhiều lúc nó cũng hơi méo một chút, thì mình vô đây mình chỉnh lại nè các bạn. Còn họ muốn cho người cao lên thì mình cứ vậy thôi, mình tăng lên một xíu thì cái tấm hình nó sẽ lật xíu lên thôi thì người thấy nó cao hơn. Còn hiện tại trong này thì mình khỏi chỉnh. Add fast. Cái này cũng tốn gốc này, mình muốn tốn gốc thì mình chỉnh vô một xíu thôi. Về phần decor thì mình nên cho tối bốn góc các bạn để cho nhìn nó hấp dẫn hơn. Cái grain đây là cái loại nhiễu hạt nè. Trong này hình này thì mình không cần đâu, hình chụp nghệ thuật, hình chụp chân dung cho mấy bạn trẻ rồi tin số phong rồi thì mình mới áp dụng cái này vô cho anh thấy nó theo cái style bây giờ thôi. Còn hình tiệc thì không nên dùng, màu thì không cần chỉnh, thì màu này nó cũng ok hết rồi các bạn. Rồi, đó là xong một quá trình chỉnh màu một tấm ảnh. Đấy, mình copy thôi. Mình copy thì mình trừ mấy cái phần này ra, mà mấy cái phần crop này, tại vì mỗi tấm hình mình crop theo cái kiểu khác nhau nên mình không có copy, không làm nó giống theo tấm hình trước được. Đó, cái transform này cũng vậy nè. Đó, cái brush là cái mà nhiều lúc mình quét cọ vô cái vùng nào sáng tối đó. Đó, mình cũng không dùng, cho nên mình tít nó ra thôi. Rồi copy qua tấm hình khác. Rồi chọn bát này thôi. Đó. Mỗi tấm hình nó sẽ có cái độ ánh sáng khác nhau cho nên mình có thể tăng hay giảm các bạn. Tăng giảm xíu thôi. Là có nhiều người thì mình copy một cái là mình bắt ra hàng loạt các hình luôn, như vậy thì nó làm cho cái máy của mình nó bị chậm lại, tại vì nó phải xử lý mấy trăm tấm hình cùng một lúc các bạn. Đó. Còn cái này là mình làm tới tấm nào thì mình bắt ra cái tấm đó thôi, đó, thấy không? Thì cái máy của mình nó nhẹ lại. Nhiều lúc nó chưa thẳng thì mình chỉnh lại cho nó thẳng chút xíu thôi. Mình muốn chụp nó ảo thì mình phải phải tạo những cái tiền cảnh và cái hậu cảnh nha các bạn, chứ mình cầm cái máy hình mà mình chụp thẳng vô vậy thì nó chỉ thấy cái số 2 thì nó không đẹp, cho nên mình phải đi xíu xíu qua bên nào đó mình chụp, mình lấy cái tiền cảnh này cho nó mờ mờ ảo ảo này. Theo cái phần trang trí thì cái số 2 này nó xoay qua bên kia kìa, nó xoay qua trước này, nhưng mà mình muốn chụp theo cái hướng bên này thì mình tới mình dời cái này xíu lại thôi, mình chụp xong mình dời lại cho người ta thôi các bạn. À, hiện tại vì cái đây là cái hình anh BB dán form cho nên cái độ mình chụp cái đèn LED vô nó sẽ có độ tương phản, nó không cái nét các bạn, cho nên mình muốn nó nét trở lại thì mình dùng cọ, mình quét, mình chọn cái vùng đó đi nè, cọ này nè, mình quét rồi cái mình tăng tăng contrast hay là tăng mấy cái detail lên nè, đó là cái hình nó nét lại thì nó giảm mất tương phản này các bạn, thấy không? Đó, hai cái hình này thấy không? Mình thấy sự khác nhau trên lại liền. Mình thì mình xài phím tắt các bạn. Cái này nè, mình ra chủ của nó có phím tắt hết này ha, có phím K này, phím Shift M này, thường thì crop và cái này thôi. Mình chỉnh hình thì mình rớp lại một cái, rồi mình thì lúc nó sáng quá hay là tối quá thì mình dùng cọ mình quét lên, còn M cũng được. M là nó kéo nguyên một vùng, này mình làm cho các bạn coi nè, nó kéo nguyên một vùng thì mình có thể tăng sáng nguyên cái vùng nó lên đó. Cái vùng nào mà nó sáng quá mình giảm xuống hay là mình tăng lên, nó tăng theo chiều nguyên một mảng luôn, ngang hay là dọc kia các bạn đó. Còn cái rết này là mình nè đó, thấy không?
mình quét cái nào thì nó sẽ áp dụng vô cái phần đó thôi. Còn cái M này thì nó đi nguyên một vùng luôn. Rồi, tiếp theo tâm hình khác các bạn. Phạm ra. Thường mình chụp 24-70 là quá ok rồi. Tại vì rảnh rỗi vô chưa có ai cho nên mình lấy 50 ra mình chụp. Thì có những cái số phông nó đẹp hơn các bạn. Mình chọn lại cái profile cho các bạn coi nè. Rồi. Cái màu standard nó không cái giống thực tế ở ngoài. Nhưng mà nó đúng màu trắng hơn. Nhưng mà còn cái chuyện màu sắc này nó không có tươi bằng ha. Mình chụp sinh nhật cho bé mà, cho trẻ nhỏ mà, cho nên màu sắc nó tươi tươi chút cũng được. Còn chụp hình cưới thì mình mới làm theo cái style kia. Tăng lên xíu các bạn. Mình chịu khó mình hạ thấp người xuống để chụp những cái trang trí á thì nó sẽ đẹp hơn là mình đứng trên cao mình chỉ xuống. So với những cái tấm hình mà nó có một màu trắng nhiều nè, mình chụp nó sẽ bị nhiều lúc nó sẽ bị dư sáng các bạn. Cho nên mình về đây hình RAW mà về kéo thoải mái thôi đó, mình giảm xuống thôi, thoải mái thôi, không có gì hết. Còn hình CMYK thì mình giảm xuống thì nhiều lúc nó hơi bớt bớt các bạn. Nãy giờ giờ mình chụp mình chỉnh lại những cái phần decor đúng không? Giờ tới phần có da người nè, có da người thì mình vô trong đây, vô trong phần màu sắc á, cái phần luminance nè, là cái phần màu cam là phần da người này, mình cái đó ha, mình chỉnh cái này thì cái da người nó sẽ sáng lên nè. Thường thì mình chỉnh ở đây 10 10 cam và 10 đỏ thì cho cái da người nó sáng lên các bạn. Cái hình mình chỉnh chụp thì nói chung là màu sắc nó đều hết rồi, nói chung là nó không có cần chỉnh quá nhiều, các bạn chỉnh sơ sơ vài cái là nó xong cái tấm hình thôi à. Tại vì hình nhiều cái nên mình làm nó lâu thôi đó. Bây giờ là chỉnh người đúng không, thì mình mới chỉnh lại thông số khác rồi, cho nên mình copy lại cái mới nha các bạn. Là mình dùng từ cái thông số này cho mấy cái hình có người khác. Nhiều lúc thấy cái vùng tối nó sáng quá thì nó không có chiều sâu quá, giảm một chút các bạn. Nó thấy không, nhìn nhìn tấm hình này là nó giống như nó bớt bớt rồi đó, là tại vì cái vùng tối á, nó không còn còn tối nhiều nên mình giảm sơ đồ xuống để cho thấy lại cái vùng tối này. Còn ánh sáng cũng không cần tăng nhiều nè đây. Nó tùy theo cái tấm hình để mà mình chỉnh sơ qua nữa các bạn. Đấy. Giống như cái tấm hình này nè. Đó, mình nhìn cái đường line ở trên nè. Nó đều nhưng mà cái dưới này không đều. Cho nên mình chỉnh theo cái dưới á thì cái trên nó bị lệch. Đó, mà nếu các bạn muốn cho nó đều thì mình vô các bạn trên form này. Mình chỉnh lại. Cái đây là cái phần dưới lên đúng không? Cao người lên này, thấp người xuống này. Mình không chỉnh tại vì mình chỉnh cái độ ngang mà. Đó, mình kéo lại. Hay nó bằng cái đường chân trời rồi nè, để coi 7 thôi. Đó, ok. Thì sau khi mình chỉnh như vậy thì mấy cái phần dưới này nè, mấy cái phần dưới nó bị hở cái hình ra thì mình rớp lại một xíu nữa các bạn là ok tấm hình thôi. Tại vì khi mà mình chỉnh theo cái kiểu đó thì tất nhiên là cái hình nào nó cũng bị lòi cái phần trắng lên hết á. Tại vì chụp mà nhiều lúc chụp nhanh cho nên nó cái độ chính xác nó là không có cao, nên mình về đây mình chỉnh lại thôi các bạn ơi, không có gì hết. Về phần chụp người thì mình giảm contrast.
Nếu mà hồi nãy mình để thông số là 10 đúng không? Đó, mình thấy nó sẽ không cái mềm mại lắm. Về không này, giảm này. Giảm 10 thôi các bạn. Giảm 2 nấc. Đó là những cái hình nó ảo, mờ mờ ảo ảo là được rồi các bạn. Ok, copy thông số mới nào. Đó, như lúc có để mình nói lại nè. Như lúc mình chụp về đúng không? Nó rộng quá đúng không? Thì mình phải rớp lại. Rớp sát cái chủ thể này thôi. Còn bên này nó mất rồi thì mất cái tay thì thôi nè. Còn ở bên này thì mình phải rớp lại và mình căn chỉnh lại cho cái tấm hình nó đều lại các bạn. Đó, như vậy là hợp lý thôi. Đấy. Tấm này cũng không đều này đúng không? Trong tất cả cái hình mà mình thấy nó xéo xéo, nó chưa cái hoàn thiện lắm thì mình phải chỉnh lại tất cả các bạn. Cái máy của mình cấu hình cũng cao đó các bạn. Nó mới chạy được mượt như vậy. Còn mấy bạn cái máy laptop thì hay là máy cấu hình thấp thì nó cũng làm thì nó cũng lâu chứ nó không có nhanh như vậy đâu. Mình ráp 40 mấy triệu. Đầu tư để làm cái nghề này thì nó cái thiết bị nó nặng. Cái máy không là máy tính không là 40 mấy triệu rồi. Rồi sáng cái dạng máy chụp chụp ảnh nữa. Gần 70 80 triệu nữa. Các bạn có thể sắm cái dàn máy máy chụp ảnh 30 40 cũng đủ làm nghề rồi, nhưng mà nói chung là mình làm trong thời gian làm thì mình tích góp được, như mình sắm thêm cho nó đẹp, cho sắm thêm thiết bị các bạn, để cho hình ảnh của mình nó đẹp hơn. Đẹp thì hình đẹp thì có nhiều người gọi xôi các bạn thôi, bạn bè hay là mấy cái bạn mấy cái team khác cái họ thiếu người thì họ gọi. Mình thì mình làm riêng nhiều, một mình chờ làm thôi, mình tự chạy được, mình tự tự kiếm show được. À, đôi lúc người ta bạn bè nó kêu thì cũng nhận cho nó thôi, còn tại vì quen biết mà nhiều lúc kêu qua kêu lại các bạn, mình thiếu show mình kêu người ta, thiếu thợ mình kêu người ta, nhiều lúc người ta thiếu thợ người ta kêu mình. Mà lỡ như ngày hôm đó mà mình có show rồi á, người ta kêu mình á, ok mình vẫn đi cho người ta thôi, còn show của mình thì mình kêu lại một thợ khác nữa các bạn. Chứ nếu mà người ta nhờ mình chụp giùm cho người ta mà mình chỉ biết chụp của mình không, nó chụp giùm cho người ta, rồi sau đó rồi sau này ai kêu mình, rồi những ngày đó mình không có show thì ai còn kêu mình nữa, cho nên cuộc sống mà có qua có lại thôi. Nhiều lúc mình đi cho người ta cái show nó rẻ tiền hơn cái show mình nhận của khách nhiều, mà mình vẫn đi, mình vẫn để cái show mình lại cho thử đi thử khác đi, và mình đi cái show của người ta kêu. Nói chung là tùy theo cách sống của mỗi người thôi, chứ mình thấy cái show nào cao tiền mà mình đi, còn cái show thấp tiền mình không đi thì mình chỉ lợi được cái trước mắt thôi, còn sau này nói chung là chơi lâu dài thì không ai chơi với mình. Mình nhận số người khác thì mình đi mình chụp cho đàng hoàng nha các bạn. Chứ không phải là show của mình là mình chụp cho nhiệt tình, còn show có người khác đưa thì mình chụp cho qua loa, như vậy thì cũng không không có bền đâu bạn ơi. Nói như cái tấm hình này thì hiện tại nếu mà người ta muốn người ta chụp thường thì khách sẽ muốn đứng phía sau phông này nè, mà phía sau không này, phía sau cái bàn trang trí á, thì thường nó có hai cái trường hợp xảy ra, đó là nếu mà có bé nhỏ thì sẽ không thấy được, bắt buộc họ phải ôm lên. Cái thứ hai là cái ánh sáng nó bị phần này nó bị dư nè, đó, phần ánh sáng nó dư á thì mình dùng cái cọ này, cái rết này mình quét những phần dư á, rồi mình giảm này, hồi nãy mình quét này, đó, ha, mình quét những cái phần dư này, rồi mình giảm highlight nó chút thôi.
nếu mà nó sáng quá thì mình giảm luôn cái aperture này, là cái độ sáng của nó. Nói chung là những mình làm chi tiết thì những cái phần nào dư thì mình giảm xuống, những phần nào thiếu mình tăng lên bằng cách dùng cọ đó các bạn. Đó, nếu mà mình đó, hiện tại này cái hình này đúng không, ở ngoài này nè mình nhìn là ok rồi, nó đủ sáng rồi đó, nhưng mà ở trong người nó bị thiếu thiếu sáng đúng không. Bây giờ mình tăng lên, có hai trường hợp, có hai cách. Một là mình dùng cọ mình quét người trong này, dùng cọ mình quét những cái người ở trong đây đó. Này đó, phần màu đỏ là phần mình quét rồi đó, đó. Để mình tăng lên. À, các bạn thấy không? Là cái hình nó đều lại đúng không? Hoặc là mình để coi, mình tăng sáng lên, mình tăng sáng cái ngửi trong lên, tăng sáng cái hình lên thì cái phần ngoài này nó bị dư. Cái dư thì mình có thể mình dùng cọ mình quét hết những phần ngoài đây. Đó, quét ngoài và mình giảm highlight xuống, hoặc là mình giảm cái ánh sáng xuống. Thì cái hình nó cũng đều lại các bạn, nó có hai cách để mình làm như vậy. Các bạn làm hình kỹ thì làm như vậy ấy, nó sẽ đẹp hơn các bạn. Có những tấm hình nào mà nó cùng cái form này, nó cùng cái vị trí như vậy á, thì mình làm xong cái mình áp dụng lại cho nó giống tương tự hình trước vậy đó, nó nhanh hơn, chứ mình không cần làm lại từng cái đâu. Mình áp dụng lại thì nó có sẵn luôn những cái mình làm rồi nè. Nhiều lúc nó dư sáng quá thì mình giảm xuống thôi, làm vậy nó sẽ nhanh hơn. Cái hình này cũng giống y chang hình kia đúng không, mình nhắn đó, mình khỏi cần làm gì hết, nhanh gọn lẹ các bạn. Chứ mình ngồi mình dùng cọ mình quét lại từ đầu nữa là nó lâu. Những tấm hình này chụp nhanh này sẽ bị vướng nè, vướng thì mình rớp nó lại thôi, có khó gì đâu. Ok đấy. Mình thử copy thông số để cho mình khỏi chỉnh lại những cái phần khác các bạn, những cái phần dưới này này. Nhưng hiện tại mình chụp này không phải là Sigma nữa đâu này, mà mình chụp cái này ở bên Canon này 24-70 này đó. Nói chung là tất cả các lens đều bị lỗi quang học đó các bạn, cho nên mình cái phần mềm này nó sẽ fix lại lỗi cho mình. Mình phải copy lại cái nữa này. Cái phần đó thì nó cũng không cái quan trọng đến ảnh hưởng tấm hình của bạn, nhưng mà mình nhớ thì mình chỉnh lại thôi, còn không nhớ cũng không sao, không có gì hết. 24-70 mất 2 chụp quá ok bạn ơi, cái giọng nó là dòng cao cấp nhất rồi trong các hệ lens trước rồi. Hiện tại thì nó ra cái dòng mirrorless cho nên nó chỉ có 24-70 RF. RF là áp dụng cho cái ngàm của mirrorless thì nó tất nhiên nó sẽ ngon hơn, bắt nét nhanh hơn, nó đẹp hơn cái này, nhưng mà dùng con này là quá đỉnh rồi các bạn ơi, dịch vụ dùng này là quá đỉnh rồi. Con kia nó thực chất có tiền dư giả thì dùng con kia thì vẫn ok hơn, mình cảm giác sướng hơn, tại vì nó bắt nét nhanh, màu sắc nó đẹp hơn, cái độ nét nó căng hơn. Nhưng mà đối với dân chuyên nghiệp nha, chỉ còn mấy bạn mà mới mới ra nghề hay là mới tập chụp thì dùng máy nào cũng như nhau các bạn ơi, đừng có mua máy đó nó phí. Có tiền để mình đi để học một khóa học hay là mình trang bị kiến thức cho mình nó ok hơn, mua thiết bị cao cấp để làm cái gì, trong khi cái xô chỉ có 1 triệu 1 triệu mấy, bạn dùng cái thiết bị cái 100 triệu thì nó phí rồi, 80 triệu rồi đã phí rồi đó các bạn ơi. Đó, những cái phần mà ánh sáng nó nguyên một mảng này thì mình có thể dùng cái này, nhưng mà
cái M này để mình kéo nguyên một mảng luôn, suy giảm lại. Về cái thông số của những cái mảng này là tại sao mình khi mình lít ra thì nó có cài đặt sẵn rồi, là trước khi bạn bạn làm á, phải là sau khi đó nè. Bây giờ mình chọn cái này này, nói cho bạn gì hiểu đúng không, bình thường là nó dày đúng không, nhưng mà mình chọn cho nó, mình chỉnh trước, mình chọn vùng sau á thì nó sẽ lưu lại cái thông số đó. Còn còn mà bạn bạn chọn cái vùng trước á rồi bạn kéo cái này sau á, mình kéo thông số sau á thì nó sẽ không lưu thông số đó, hiểu không? Này để nói cho bạn gì hiểu, làm luôn cho bạn gì hiểu nè. Là bây giờ mình chọn nó đúng không, bây giờ có hai cách để lần sau mình chọn nữa mình sẽ không làm lại thông số này, mình chọn cái nào là nó áp dụng được tiếp luôn, hiểu không? Này bây giờ là mình giảm cái highlight trước đi ha, mình giảm cái highlight 30 nè, nó giảm chứ không phải tăng các bạn, 30 giảm 30 đúng không, 30 chưa đủ đâu, giảm 40 luôn nè. Đó, nó không có áp dụng gì hết, mình chỉ mới cái cài đặt thông số thôi. Và mình kéo đó, mình kéo thì nó áp dụng giảm 40 luôn cho cái hình này, tấm hình này. Rồi mình undo lại nha, bây giờ mình không chỉnh, mình không có cài đặt trước, mình kéo trước, mình cài đặt sau, âm 40 đó, ok rồi đúng không, mình thoát ra. Sau đó bây giờ giống như một tấm hình này nữa đây, mình khác đi. Đó, hiện tại nó vẫn dư bên này một chút, nhưng mà mình muốn kéo giảm đúng không, thì mình kéo tiếp, nó là không áp dụng, tại vì cái thông số kia là mình cài đặt thông số sau khi mình chọn dùng đó. Còn bây giờ là mình chọn dùng trước này, chọn dùng trước này, âm 40 nè, mình kéo, ok thì nó áp dụng cho dùng này đúng không. Mình qua tấm hình khác, mình bắt thông số vào đây, mình qua tấm hình khác đúng không. Bây giờ mình chọn lại nó này thì nó đã mặc định cái thông số giống như hồi nãy luôn rồi đó, cho nên mình không cần thông số, mình chỉ vùng nào mình kéo vùng đó thôi đó. Đó. Cái phần setting này nó giống như cái phần rết luôn, hiểu không? Là mình cài đặt thông số thì nó hai cái này nó áp dụng như nhau luôn đó. Bạn muốn giảm vùng này, bạn chỉ cần chọn vùng thì nó đã mặc định, nó đã giảm highlight cho bạn luôn rồi đó. Như vậy nó nhanh hơn các bạn, chứ không 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 phải là mỗi lần mình ngồi mình chọn dùng một cái là mình chỉnh thông số một cái, hiểu không? Đây thì nó lưu cho bạn sẵn luôn rồi. Đó là những cái mẹo vặt để mình làm cho nó nhanh thôi. Hay giống như mình thấy cái dĩa đây nó hơi dư sáng rồi đúng không? Giờ mình giảm bớt cái vùng chọn dư sáng này, mình chọn cái red này thì red này nó đã mặc định thông số rồi. Mình chỉ cần quét nhẹ thôi là ok, khỏi cần chỉnh nữa. Còn nhiều lúc mà nó chưa đủ á, nó chưa giảm đủ cho mình á thì mình mới chỉnh thôi. Cái này thì ở trong vẫn thiếu nè, mà ngoài vẫn dư nữa ha. Giảm tiếp cái này, dùng rớt các bạn, dùng rớt mình quét này ok thôi. Những cái tấm hình mà chụp sau backdrop á thì nó vẫn thế nào nó không có dư à, nên mình phải giảm để nó không có bị sáng quá các bạn, tại ở trong đó nó bị thiếu mà ở ngoài nó bị dư. Mình phải dùng mấy cái công cụ để mình giảm bớt, giảm luôn độ sáng một xíu nè. Thường mình nhớ cái phím tắt mà mình làm cho nó nhanh, mình bấm K hay là M thôi, thường thì mình dùng K nhiều, K cái rớt đó bạn, cái cọ đó. Mình muốn giảm phần này mình quét cái đó thôi đó. Cái này giảm âm 40 mà bạn không đủ đúng không, giảm luôn ánh sáng nó luôn, thêm cái hai cái nữa đấy, đã sẽ đủ thôi. Chụp người xong mà chụp lại đi con.
nhiều lúc cái thông số của mình nó sẽ áp dụng không cái ok nhất cho mỗi tấm hình các bạn. Tấm hình kia thì ok mà tấm hình này nó bị dư á, thì mình giảm bớt cái black xuống này để cho cái hình nó có độ tương phản một xíu. Tại mấy cái phần decor mình phải có tương phản các bạn. Phần decor này mình chụp bằng 24-70 cho nên mình để nguyên cái thông số lens, mình không chỉnh lại cái lens là cái này này bạn, 24-70 này, hồi nãy là 50 ạt đúng không, 50 ạt hay nó khác, còn 24-70 nó khác. Mình nên chụp những cái tia chớp nhỏ nữa các bạn, nói chung là chụp hết từ tổng thể cho đến chi tiết không thiếu là được, khách không phàn nàn được là ok. Cái này hay là anh bị dư nè, nếu mà không giảm highlight hình của mình nó sẽ dư nhiều đúng không, mình giảm highlight nè, giảm ít ít thôi, vừa vừa thôi. Mình các bạn để ý cái váy của mẹ này, mẹ bé này, thôi mình giảm nhiều thì nó hơi tối đúng không, mình giảm ít, mình giảm vừa thôi, mình giảm vừa thì cái bàn này nó là chưa đủ thì mình dùng một lớp mình quét một cái nữa là xong. Nào mà nó gần cái đèn led của mình hơn thì nó bị dư, dư ra thì mình giảm xíu thôi. Cái này thì tối này tại vì mình đứng phía trong mình chụp ra thì nó sẽ bị vướng những cái chùm bong bóng á, nên cái ánh sáng nó không tản ra được, không tản ra đủ thì mình tăng lên thôi cái gì đâu. Đấy đẹp không, để coi lại nè, trước và sau này đấy, các bạn nhìn vô hình này thì bạn thấy ồ đẹp quá hay quá, mà chỉnh ra thật chất có đi đâu chỉnh, chỉ tăng sáng một chút thôi, giảm highlight một chút thôi. Cái hình này y chang hình kia đúng không, mình bấm cái review này là nó áp dụng y chang cái nãy đó, áp dụng y chang cái thông số mình làm cho cái thông hình trước đó. Thì vậy là đẹp rồi, cần gì nữa đâu. Cái hình này thì cái thông số khác cho nên mình không áp dụng được các bạn. Hai cái này như nhau, có gì nó như nhau thì mình áp dụng lại cái nhanh nhanh cho rồi thôi, đâu mà làm lại dư sáng nè, dư sáng thì chọn bùng bạo giảm sáng thôi. Đấy. Cái bàn này nãy mình chụp một tấm rồi các bạn, coi đi coi giờ tấm nữa là hai tấm giống nhau rồi, đâu có cần tấm này này đấy, trong lúc mình làm mình phát hiện ra những tấm này nó giống nhau thì được. Cái này coi có hai bánh kem chưa, à cái tấm này một bánh kem mà bỏ tấm này nha các bạn, vì tất một bánh kem mà. Đấy, còn cái tấm cái tấm này tấm mới này rồi, cái tấm mới này đó là có hai cái bánh kem, mình nên giữ lại những tấm nào mà hoàn thiện nhất nha các bạn, còn tấm nào mà chụp sớm á thì người ta chưa đem bánh kem tới á, khách chưa tặng á rồi chứ không có, mình không giữ lại những tấm đó, giữ lại những tấm mà đầy đủ nhất thôi.
nói thiệt gì mà quá trời bánh kem luôn. Những tấm nào mình chụp cùng thông số, cùng cùng cái vị trí như nhau thì mình bấm nó lặp lại các bạn, khỏi cần chỉnh, nó lặp lặp lại trang tấm hình trước cái đó, mình khỏi cần chỉnh để giảm bớt cái thời gian cho. Tấm nào mà nó bị chói ánh sáng thì nó sẽ bị không có nét lắm á, mình kéo contrast lên thôi, thì cái phần bên này nó bị dư sáng thì mình quét xuống thôi, không quét cũng được chẳng sao. Cái trần nhà ở đây nó thấp này cho nên cái độ phủ nó sẽ không có được ok, tại thấp quá, cái đèn LED mình lên dội lên thì nó sẽ bị dư sáng. Mình đánh tách dội trần nha các bạn, dội trần nhưng mà có một cái tảng nữa, cái dội trần không không có tảng là nó bị thiếu dữ lắm á. Mà các bạn dội trần có cái tảng của cái lát này thì không đủ nha, phải dùng một cái tảng riêng ở ngoài nha. Tảng nó giống dạng nó giống cái tay gấu các bạn, nhưng mà mình không không dùng tay gấu, mình dùng cái miếng tảng hình vuông à. Mua cái trăm mấy à, 106, 107 gì đó, dùng 4-5 năm mà vẫn chưa hư các bạn. Đạn tay gấu thì nó mắc hơn, nhưng mà nó sẽ không cái bẻ lên bẻ xuống được các bạn, cái tay gấu nó sẽ bị cố định thôi. Còn cái tảng hình vuông này nó có cái lề để cho mình bẻ lên hoặc là bẻ xuống, vì lúc cái ánh sáng nó tảng tới dư thì mình bẻ ngửa ra cho giảm bớt, còn thiếu thì mình bẻ cúp xuống cho nó nhiều lên, mình chỉnh được cái cường độ ánh sáng. Còn cái tảng tay gấu thì mình muốn chỉnh cường độ ánh sáng thì mình phải chỉnh trực tiếp lên cái đèn, giảm giảm đèn LED. Còn cái này, cái tảng hình vuông này thì mình không cần chỉnh đèn, mình chỉ bẻ cái tảng ngửa ra hay là cúp xuống thôi. Như lúc đó, như tối hồi nãy á, mình đang chụp cho người bên này, cái thông số nó khác, mình xoay qua mình chụp cho hai người bên này xa, mình chụp 70 nè các bạn, 63 mm gần 70 á, thì cái ánh sáng nó bị thiếu, thiếu tăng lên thôi, có gì đâu, hình RAW mà vô tư đi các bạn ơi. Thì mình các bạn chụp bằng GPS thì nó chỉnh thì cũng ok, mấy cái đơn giản này thì cũng ok, không có gì hết, nhưng mà nó không đẹp bằng cái hình RAW. Nếu mà các bạn cái máy tính các bạn nó yếu á, cái cấu hình nó không có mạnh, nó chỉ vừa đủ xài thôi, chụp hình GPS thì mình gì mình làm mình nó ok hơn, hình RAW thì nó nặng các bạn, đòi hỏi máy tính phải có cấu hình cao mới làm nhanh được. Chứ mình làm một mình lít một cái mình đợi nó 1-2 giây để nó load thì thôi, rồi là mình dậy lâu lắm làm biết làm hình. Ở cái máy có hình cao thì mình mới chụp RAW được, chụp RAW nó tự tin hơn, hình cháy hình dư cũng không sợ. Các bạn đi chụp mà thường gặp mấy cái tiệc ở nhà đó, và làm đãi tại tư gia các bạn, tiệc cưới rồi đó, mấy ở chụp ở tỉnh đó, thì mấy cái rạp thì toàn là xanh đỏ tím vàng, chụp lên là ám màu chắc luôn, phải ám bắt buộc là lúc nào cũng ám hết đó. Thì chụp hình RAW về nhà mình chỉnh nó ok hơn, nó đẹp hơn, nó giảm nó sẽ khắc phục được cái điều đó. Còn nếu mà các bạn chụp GPS thì thua, vì chỉnh nó khó các bạn, nó lâu. Mấy cái trường hợp mà xanh đỏ tím vàng của cái rạp như vậy thì các bạn phải bẻ cái đèn lại chụp thẳng vô nha, chứ đừng cái để mà cái dùng cái tảng nha, bắt buộc luôn, không có dùng tảng được.
tại vì trần ở đó nó thấp, đúng không? Cái trần nó thấp mà bật chụp lên một cái là ám màu liền, thấy chỉ cần cái đèn nó bật sáng lên là nó bị ám màu liền. Tại các bạn bắt buộc phải bẻ cái đèn, gỡ cái tảng sáng ra, bẻ cái đèn lại, bạn bẻ đèn vuông góc với lựa mặt người ta đó, lấy cái nắp chụp ở trong cái đèn chụp lại để giảm bớt cái cường độ sáng lên, nó tản ra bớt. Những bạn xài cái tảng sáng giống như cái nấm á, mình chụp lên cái đầu đèn luôn á, của cái magic gì đó thì ok rồi. Còn mấy bạn mà không có thì cái đó nó 2 triệu mấy là cũng mắc. Mấy bạn mà không mua được á thì mình bẻ thẳng cái đèn lại, mình lấy cái omibao á 50.000 à, rồi mình chụp cái đầu đèn lại. Nếu mà không có nữa, không không có cái đó nữa thì mình rút cái miếng ở trong cái đèn á, thường ở trong cái đèn nó chỉ có một cái miếng để mình che với ánh sáng á, mình rút ra được cái miếng nhựa nó giống cũng giống như omibao thôi mà nó nhỏ hơn, mình rút ra mình đậy cái đèn lại rồi mình chỉnh ánh sáng cho nó đủ là cái chủ thể thôi, đủ sáng là được. Thì nó sẽ không bị ám màu nữa, tại vì mình dùng đèn thẳng 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 mặt người ta mà. Nhưng mà trường hợp đó thì đèn nó sẽ bị dư, đèn nó sẽ bị dư thì bạn tăng khẩu lên, thường thì chụp khẩu 5.6, 0.5 5.6 đúng không, thì lúc đó mình cứ tăng lên thôi, tăng thêm đến nào nó đẹp hơn là được rồi. Thì vì những trường hợp đó thì nó không không cái cần nghệ thuật nữa mà chỉ cần đẹp sáng là đủ, thì khi đó thì mình tăng khẩu lên. Các bạn tăng khẩu lên khi nào mà đủ ok thôi, thường có những trường hợp thì khẩu nó sẽ lên 9-10 luôn á. Còn nếu mà các bạn giảm đèn á, mình không muốn tăng khẩu mà mình muốn giảm đèn á, thì nó sẽ bị ám cái ánh sáng đó, tại vì lúc trời nắng mà nó rọi vô màu hồng của cái rạp, màu đỏ của cái rạp, của mấy cái màn á, nó rọi vô thì nó làm cho cái da người ta bị đỏ hay là bị xanh bị vàng, nói chung là nó bị ám màu của môi trường đó. Thì bạn phải đánh đèn mạnh để mình loại bỏ mấy cái ánh sáng đó, mình chỉ dùng cái đèn của cái đèn LED thôi, hiểu không? Ban ngày nó sáng rồi mà dùng cái đèn LED thì cái cường độ phải mạnh, cường độ mạnh thì bắt buộc phải tăng khẩu lên các bạn. Chứ các bạn mà giảm khẩu ơi, giảm đèn LED thì cũng như không, cái ánh sáng nó vẫn ám bình thường. Mình muốn là muốn loại bỏ cái ánh sáng của mấy cái môi trường xung quanh, mình lấy cái ánh sáng của cái đèn thôi, thì bắt buộc nó cái đèn nó phải mạnh hơn cái môi trường xung quanh. Mạnh hơn thì nó sẽ có một nó sẽ lên, tại cái khoảng cách gần mà mình chụp 1.16, 1/16 hay là có thể lên 1/8 luôn các bạn. Còn nhiều lúc mà buổi trưa nắng quá thì mình lên 1/4, 1/2 luôn. Thì khi đó cái khẩu nó sẽ lên dữ lắm. Cái nhiều nhiều bạn mới đi chụp hình thì gặp những trường hợp đó sẽ bị lóng ngóng các bạn. Mình chụp ra một tấm mà chết cha rồi, nó ám màu đỏ vậy sao vừa. Chỉnh. Chụp cái nữa cũng vậy luôn, không giải quyết được vấn đề. Khi đó mà khách họ hối một cái nữa là xong luôn đó các bạn. Mình phải linh hoạt mấy cái đó đi, trước khi làm lễ xong thì người ta sẽ đi thay váy các bạn. Còn nếu mà không thay váy thì mình tới mình nói với khách là bây giờ là mình đợi 5-10 phút nữa để mình đi chụp liền. À, nhiều lúc mấy cái bạn tiệc chưa có lên món á thì mình chụp mấy bạn trống rỗng, nó không có đẹp đâu. Mình chờ khoảng 5-10 phút kia đó rồi mình đi luôn đó, thì khách họ sẽ chờ. Trong thời gian họ chờ thì mình đứng đó thì mình xoay qua cái bàn kế bên á, mình chụp thử đi, mình chụp trước đi, mình test trước đi. Các bạn phải linh hoạt trong mấy trường hợp này, phải mình xoay qua mình test thêm mấy cái gì đó rồi mình chỉnh 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 đó. Khi nào ok thôi rồi bắt đầu mình mới kêu khách đi. Tiệc buổi tối cũng vậy các bạn, tùy theo nhà hàng, tùy theo mỗi cái chỗ mà cái ánh sáng nó khác nhau, cho nên mình trước khi mình đi chụp bàn tiệc thì mình phải chỉnh ánh sáng trước đi, chỉnh thông số máy của mình á. Thường thì mình đối với mình thì mình xoay khe mình chụp một cái là mình biết mình chỉnh được rồi, tại mình quen mình đi tiệc suốt ngày mà. Còn các bạn mới thì nó khác,
Nhưng tấm này dư nè, không dư sáng quá trời nè, thì giảm giảm ánh sáng luôn, không còn giảm highlight nữa mà giảm ánh sáng luôn, giảm độ sáng của tấm hình đó. Và bắt đầu nó dư trước này, thì dư trước thì mình dùng cọ để giảm thôi. Đấy. Đó. Ở trong nó hơi tối thì mình tăng cái pseudo lên thôi, không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, tiền nhiều thì chịu khó mà ngồi chỉnh hơn. Khách vui vẻ, khách gửi cà phê rồi thì ok, khách đẹp, còn không gửi cũng không sao, cũng đẹp bằng, cũng đẹp như bình thường thôi, nhưng mà nó không cái đẹp lắm thôi. Nếu bằng này mình đang dùng khổ hình như khổ 4.5 các bạn, thường chụp hình khách rồi thì mình dùng khổ khổ 4 hay là 4.5 thôi, chụp bàn thì mới là 15.6 thôi. Trường hợp mà ánh sáng đồ nó không tốt thì mình lên tăng khẩu lên thôi, mình tăng đèn lên mình tăng khẩu lên, còn bình thường thì 5.6 là chụp bàn tiệc thôi, bàn 2 tấm. Chụp decor thì máy có nhiều xài nhiều, 1.8 mình xài 1.8, 2.8 mình xài 2.8 cho nó ảo decor mà. Còn người thì cứ lên 4.5. Nhiều lúc tối quá mới giảm khẩu xuống các bạn. Giống như chụp mà chụp ngoài trời á. Hôm nào mình làm cái bộ hình chụp ngoài trời thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về cái thông số chụp ngoài trời, chụp như thế nào là nó đẹp. Mình chụp tiệc này thì mình để tốc 1.6 các bạn, để dùng đèn của đèn LED thôi, không dùng đèn môi trường. Tốc 1.6 là nó thường mình chụp cái tốc tối thiểu là 60 các bạn. Ngày xưa mình mới đi chụp thì mình chụp tốc 120, những cái môi trường thấp thì mình chụp tốc 60 80, nhưng mà tại vì những cái đó lúc đó mình không có dám bật đèn mạnh. Còn bây giờ thì cái đèn 1.8 thôi, tốc 1.6, khổ 4.5, khoảng cách thì 2,5 m đến 3 m tùy theo môi trường, có phòng nào nó chặt á mình tăng tăng khổ lên 5 hoặc là mình giảm đèn xíu, có thể là giảm ISO nếu mà môi trường sáng nó sáng. Nói chung là mình chụp hoài thì mình sẽ quen, mình biết cần những cái gì, tại vì tốc khẩu ISO là nó liên quan tới nhau, nó làm cho bức hình hoàn chỉnh hơn. Mình biết mình chỉnh cái này không chỉnh cái kia cũng được. Thì ISO mình đang lên một, chụp buổi tối thì ISO 1000 các bạn, 1000 là thấp nhất của mình đó, thường là 1600 để cái hình nó trông nó đều hơn. Chứ các bạn chụp kỹ yếu, chụp ngoại cảnh rồi quen cái ISO 100 rồi, các bạn kêu các bạn đi chụp tiệc tối một cái, các bạn không dám nâng ISO lên, các bạn nâng lên 400 600, tại vì chụp ngoại cảnh thì đâu ai dùng ISO 400 600 đâu, cứ 100 màu phan thôi. Rồi kêu các bạn đi chụp cái này các bạn không dám tăng lên được, tại vì nó không có quen, cứ không dám tăng lên cho nên hình nó bị tối, về chỉnh rất là mệt, chỉnh lên nó bị noi hình. Cho nên chụp canh ngày thì tùy theo môi trường, đa số là ISO 100 nếu ngoài trời, còn trong nhà rồi thì 400 600, còn anh đêm thì bắt buộc trên 1000 nếu bạn làm dịch vụ, còn chụp chơi thì bạn muốn chụp bao nhiêu các bạn chụp, bạn tăng ISO lên 2000 cũng không ai nói gì, bạn giảm ISO xuống 100 cũng không ai kể, không ai kiện các bạn hết, bạn chụp chơi mà, bạn chụp dịch vụ thì các bạn thử để ISO theo ý thích của mình đi, rồi nếu các bạn có nhiều ISO thì các bạn sẽ biết được, bạn chỉnh hình hoài thì bạn quen thôi. ISO của film frame 1600 thì vẫn ok các bạn, mình các bạn không có bị noi.
thoải mái, 2.000 vẫn ok. Thường trong ngoài trời có thể mình có thể lên được 2.000, lấy số 2.000. Mà thường mình chụp 1.600 là đủ rồi. Cái tấm hình này nó sẽ bị dư sáng các bạn. Chụp trong máy ảnh thì nó không có dư ghè đâu, tại vì mình hình RAW mình đưa đây nó bị dư á. Chứ nhìn trong máy ảnh thì không bao giờ dư, dư rồi mình đã xuất khẩu rồi. Mình áp dụng chỉnh cái thông số của máy tấm hình khác á, nên nó sẽ bị dư. Dư thì mình giảm thôi. Đang chỉnh hình mà sửa cái gì? Còn chụp hình mà hình trong máy nhìn thì nó không bao giờ dư, nó không sáng đi. Cái hình trong máy thì nó như vậy nè, đó nhìn như vậy thôi à, nó hơi tối một chút mà vô đây thì nó dư rồi. Tại vì hình RAW, có nhiều khi mình bỏ hình RAW vô mà nó nhảy thông số nữa các bạn. Mình thấy các bạn chụp hình RAW đưa vô đây một cái là wow, sao hình nó khác vậy, màu tái nhách vậy, ánh sáng nó sáng cháy hình vậy, không chỉnh lại được. Chỉnh xong cái hình trước quốc không có đẹp giống như, không đẹp giống như cái hình mà mình coi trong máy luôn đó bạn. Nên có mấy bạn thì hạn chế chụp hình RAW là như vậy, tại vì chụp chỉnh nó không không ra được hình, cho nên chụp hình siêu cho nó an toàn, nó đẹp giống theo cái thông số của máy. Theo thông số của máy thì mình có nói là cái lúc đầu lúc lọc hình đó mình dùng cái phần mềm Digital đó, thì các bạn cho cái đó xuất ra thôi là xuất hình JPEG đấy các bạn, nó đẹp cái trang cái máy mình chụp vậy đó. Thì nó dùng cái thuật toán của Canon áp dụng lên hình hình RAW của Canon mà xuất cái đó thì nó lâu hơn, đợi rất lâu. Trong đó nó vẫn chỉnh được cái thông số tăng, cái như hình nào dư sáng thiếu sáng thì mình có tăng được, tăng chỉnh độ màu luôn. Mình xuất bằng cái phần mềm đó thì nó lâu rồi. Các bạn này tất nhiên chụp là nó bị dư sáng rồi, dư sáng mình giảm sáng thôi có gì đâu. Cái tấm này áp dụng theo thông số của bên kia của mấy tấm trước thì nó bị dư sáng các bạn. Đó, vậy là được rồi, rồi mình quét giảm sáng các bạn thôi. Giảm luôn cái shadow, cái black này. Lấy cái này áp dụng cho mấy cái khác đi. Tại vì phần chụp bàn mà áp dụng những cái đó nè. Những tấm hình của chụp bàn ok hơn. Bờ đâu đây nó hay đỏ thì mình giảm xuống chứ, và giảm hồng luôn chứ. Mình chụp hình mà sáng sủa mặt mày như này, da dẻ lên hồng màu như vậy thì ok các bạn, không ai nói gì các bạn đâu, không ai dám ý kiến đâu. Bạn muốn lấy cái reset này thì mình sẽ gửi ở dưới cái phần mô tả ở dưới các bạn, bạn coi các bạn muốn tải về thì tải thôi. Hình đây là hình trong sáng nha, hình sáng trong sáng bình thường các bạn, áp dụng cho tiệc tùng.
cứ lấy preset gì em bọt vô là xong. Dư sáng thì giảm, thiếu sáng thì tăng. Bùng nổ cháy sáng thì dùng cọ màu quét. Lúc đầu mình mới mới tập chụp thì cũng bối rối lắm các bạn. Mình không biết chụp vậy đã ok chưa, chỉnh thông số vậy nó có đẹp chưa. Mà chỉnh hoài nó quen, riết thì nó quen các bạn ơi. Gần 500 bộ hình rồi. Tất nhiên nó phải khác cái các bạn 5 bộ hình chứ. Đúng không? Mình chụp đẹp thôi, mình quyết định được lượng khách hàng của mình. Ngày xưa mình tiệc thôi nôi sinh nhật mình nhận 600 700, show rất là nhiều luôn. 600 700 mà chụp nhiệt tình hình đẹp thì show rất là nhiều các bạn. Sau đó mình tăng lên 800, 1 triệu thì cái lượng show nó lại ít hơn, tại vì cái lượng khách bình dân nó vẫn nhiều. Khách bình dân này họ 500 700 thì ok đối với họ, chứ còn 800 1 triệu thì họ sẽ tìm cái hướng giải quyết khác, tìm những cái bạn mà mới dập mới ra nghề thì cái giá nó sẽ mềm hơn, sẽ nhiệt tình hơn. Nhưng mà bù lại thì chất lượng hình nó chứ không có đẹp bằng mấy bạn chụp chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp rồi thì máy móc nó khác, cái chất lượng hình nó khác. Nói chung là cũng tiền nào của đó các bạn. 500 600 700 ngàn mình đòi hỏi cái bộ hình như 1 triệu 1 triệu rưỡi thì không được. Tại vì họ nhận 1 triệu 1 triệu rưỡi thì trách nhiệm họ cao hơn, họ sẽ chụp nhiều khoảnh khắc hơn, chụp trang trí nhiều đẹp hơn. Nói chung là thực chất ông bà cả câu tiền nào của đó là đúng chính xác các bạn ơi. Các bạn đừng có đòi hỏi nhiều. Các bạn mới chụp thì các bạn chấp nhận giá thấp, chụp để lên tay, chụp để quen cái không gian, cái setup. Khi nào thì mình đã chuẩn rồi, mình đã rành hết rồi thì ok, 500 ngàn mình không đi, chợ cha mình cũng không đi, cái quá thì đi thôi. Còn bình thường thì 800 1 triệu. Cái này thì không ai ép các bạn hết. Các bạn ít show thì các bạn đi show rẻ, nhận show rẻ mà đi. Còn các bạn nhiều show rồi các bạn có quyền lựa chọn. Tôi cũng thích đi show này, tôi đi show kia cao hơn, tại vì máy móc mình cao cấp hơn, mình chụp đẹp hơn thì mình có quyền được nhận cái số tiền cao hơn những người khác. Lúc trước mình cái giá mình nó thấp, một ngày mình nhận 5 xô 7 xô luôn các bạn, tìm thợ muốn chết luôn á. Những lúc như vậy thì mình tìm thợ thì nhiều lúc đâu có phải gặp được thợ cao đó các bạn. Rồi rồi người ta giới thiệu người này người kia, vậy lúc cái hình chụp nó đâu có như mình được, này thiết bị mình nó khác, mình chụp cái cách của mình nó khác. Đưa cho mấy bạn đi, mấy bạn chụp cái cách của các bạn thì nó là không đúng ý của mình, khách họ thấy không giống hình giống như mình chụp, rồi họ lại góp ý kiến. Cho nên mình nhận bây giờ mình nhận giá cũng tầm trung chứ là cao thôi, chứ còn không nhận giá rẻ nữa các bạn. Thà giá nó cao mình mang tiếng cũng được, chứ giá thấp mà bị người ta nói nữa ức chế lắm các bạn ơi. Mình cố gắng chụp những cái khoảnh khắc tự nhiên cho khách, và đặc biệt là trong tiệc có những bé nào dễ thương rồi đó, mình chụp cho nó. Cứ chụp để các bạn không có hư máy đâu mà sợ, hư máy thì đi sửa thôi, cũng không sao đâu mà sợ. Mình tiệc của mình nhiều, mình cũng không sợ hư đây là tại vì hư sửa mất mấy ngày máy đầu đi. Thôi là mình quen quen mấy tiệm sửa máy ảnh đó,
lúc trước lên nó bị trục trặc, chụp buổi tối về, buổi tối là nó bị đứt khẩu các bạn. Các bạn biết lên mà đứt khẩu rồi xong rồi đó, sao chụp được. Ngày sáng hôm sau là phải đi sớm, chụp về là 10 giờ rồi. Mình nhắn với lại tiệm á, thì họ đồng ý cho mình mượn cái lens khác, cứ đem cái lens nó qua đi để họ sửa, sửa một ngày là xong. Mình lấy cái lens của người ta mình đi chụp cũng lên 24-70 mark 2 luôn các bạn đó. Mình lấy cái lens đó mình đi chụp, chụp xong mình về tối, chiều tối mình về mình qua, mình họ sửa xong rồi mình qua mình đổi lại thôi. Trong thời gian bảo hành thì không tính tiền, còn cho mình mượn lens nữa. Còn mấy bạn mà mướn lên này cũng 200-300 rồi, cái lên nó mắc mà phải thế chấp rồi lum, thì đâu ai cho bao nhiêu mượn không, cái lên mấy chục triệu đâu. Mình mua bên máy ảnh City ngay vô cái hẻm cái mạng 8 các bạn, ở bên đó thì ok, cái bạn chủ là mừng điền á, nói chung là cũng cũng nhỏ tuổi rồi nhưng mà vui vẻ, nói chung là mình thấy hợp lý. Vui vẻ thì mình là ghé ông hộ hoài, mua gì đó mình ra đó mình mua thôi, các bạn mua gì đó các bạn ghé đó mua, bạn search trên Facebook nó ra máy ảnh City á, bạn mua gì thì ghé đó ủng hộ. Nhân viên vui vẻ nhiệt tình, vệ sinh miễn phí, vệ sinh máy các bạn không phải bị stress rồi đâu nha, vệ sinh miễn phí cho bạn, lau chùi lên lau chùi máy các bạn. Đang chụp mà máy móc bị hư thì lên đó mà mượn, nhớ mua đồ ở đó mới mượn nha các bạn, chứ không mua đồ đâu mượn ngoài cho đâu á. Hình mình chỉnh thì đa số mình phải rớp lại các bạn ơi, rớp lại cho nó gọn hình, nó bớt cái rác đi, dư sáng rồi. Hình RAW thì mình chỉnh giống như cái lúc mình chụp á, mình tăng xiết khẩu vậy đó, nó không có ảnh hưởng đến chất lượng ảnh hết. Còn hình CMYK thì nó mới ảnh hưởng các bạn, hình nó bớt 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 nhìn kỳ lắm. Nói chung là do mình quen với hình RAW rồi cho nên mình nhìn qua hình CMYK là mình thấy không thích. Nhiều lúc chụp mì ăn liền hoặc là chụp chơi không quan trọng thì chụp hình CMYK thôi, chứ còn đa số là chụp hình RAW hết. Và mình khuyên các bạn là nên chụp hình RAW để có được chất lượng tốt nhất. Và đặc biệt là chụp hình ngang các bạn, mình ít chụp mấy hình đứng này lắm. Từ khi chụp chân dung thôi à, chụp hình đứng đó cái góc nó sẽ bị hẹp lại, nó giống như tù túng lắm, không thấy được cái không gian xung quanh. Tại vì tấm hình này là mình đã có tấm hình này rồi, thấy không? Mình đã có tấm hình rộng này rồi thì mình rớp lại một tấm hình ngang, tấm hình đứng. Chứ bạn chụp chụp mà chụp hình đứng không mà người ta có ý kiến đó các bạn. Họ kêu sao không thấy cái không gian xung quanh, họ mướn tiền, họ mướn trang trí mấy 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 chục triệu, có người thì mấy trăm triệu đúng không bạn, mà bạn chụp không lấy trang trí cho người ta thì lấy người không, họ đâu cần chụp chân dung đâu. Cuộc sống mà khó nói lắm, nên mình làm hoàn thiện nhất các bạn. Cái chụp ngang 2-3 tấm thì đó, về mua rớp thì rớp đứng lại thôi, đâu có ai nói gì đâu. Còn không có hình mới là điều đáng nói. Mình chụp thêm những cái cảnh tổng thể luôn các bạn. Ở đây cái view nó xấu quá à, view nó hình chữ U, chụp nó không có đẹp. Giờ không, tại vì trên sân thượng phần tầng 12 mà mình đâu có lùi cái sai được để lấy hết đâu. Cố gắng tập trung chủ thể nha các bạn, nhân vật chính đó.
nhiều lúc bén đi chơi gặp người này người kia nó người ta giỡn, người ta ôm hôn nó thì mình chụp những cái khoảnh khắc đó thì rất là đẹp, giống như là chụp lén thôi, gọi là phóng sự đó các bạn. Chụp hình đã, bây giờ quay lại hình decor tiếp. Đang chụp mẹ bé ha, hỏi nãy giờ anh chụp mấy cái cận cảnh cho em chưa, có gì chụp giùm em nha. Tại vì họ nói vậy thì mình phải chụp thôi, chứ còn nếu mà mình họ nói mình không chụp thợ kêu là thợ không có nhiệt tình, nói mà không làm, kêu chụp mà không chụp kêu chụp, mình cứ chụp đi các bạn, dư thì mình xóa thôi. Quay trở lại đi co, đi co đang con sát lên xíu này cho nó nét. Đó giống như tấm hình trên này nó bị ánh sáng nó chói á các bạn, hình nó bị mất tương phản á, nó không có điểm đen á, mình dùng rết mình quét cỏ mình quét mình tăng cái này lên này, cái đi hai cũng được nè, là nó sẽ đậm đà lại, nét lên chút chút này, ảo cũng được mà không ảo cũng không sao, vậy thôi đẹp cái làng rồi. Đấy, nhìn hai tấm hình này các bạn thấy không? À, nhìn cái phần trên này thôi nè, đây nhờ nhạt con này là màu sắc lên ok, nên cái này mình đã mình chụp rồi đó các bạn, số 2 này mình chụp rồi này, mà cái góc khác mà sao cứ chụp đi cứ vui đi vì đời cho phép. Rồi làm mà không có nhạc cũng buồn, để mình cái clip thì mình sẽ chèn nhạc nền cho các bạn, như nền của YouTube á, không bị bản quyền. Mùa dịch này rảnh rảnh cho nên làm YouTube chơi, còn hết mùa dịch thì đâu có thời gian đâu, bạn ấy chụp suốt ngày, không chụp này chụp kia. Orion, Orion chấm sữa. Khoảng gì bánh này nó chuẩn bị mấy cái bong bóng á, che thì cái ánh sáng ở trên do mình đánh lên tường xuống, mà ánh sáng lên trên mà nó xuống không được thì nó bị tối hình, tối hình thì tăng lên thôi, chỉ là hình nó nét nó đủ đúng sáng đúng đúng nét thì mình hoàn chỉnh ánh sáng là bình thường, hình mà nó không nét thì chỉnh nó ao mờ. Tiếp tục những tấm hình này thì không cần gì chỉnh sửa các bạn, mình chỉ cần bắt cái màu của mình như là được rồi, crop lại một xíu xíu. Cái thời gian nãy thì mình có ngưng một ít ít phút để mình đi ăn trưa, chứ ngồi làm có mấy tiếng đồng hồ thì đủ lắm các bạn, phải giải lao uống nước hay là kiếm gì đó ăn sau đó làm tiếp các bạn. Nếu mà hình ít 1-200 file chúng ta có thể làm nhanh 1-2 tiếng là xong.
mình chụp thì mình để ý lâu lâu cái mình lia máy mình chụp vài vài người xung quanh nè, lúc cười hoặc là cười là họ buông cái tấm này thì bỏ đi. Bác đang nhắm mắt rồi nên cũng không không có hay. Vẫn còn một tấm khác các bạn ha, mình nên chụp nhiều tấm để trừ những lúc người ta nhắm mắt thì mình không có dùng được thì mình phải lấy tấm khác, chứ chụp một tấm là thua luôn. Những tấm này thì mình không crop cũng không sao các bạn, nói chung là những tấm về cái diễn biến của trò chơi thì cũng không có cần thiết lắm, giống chỉ quan trọng những tấm mình kỷ niệm gia đình rồi đó. Thì kỳ có khi người ta rửa ra cho nên mình phải cần cái rớt chính xác, còn mấy tấm này thì không cần rớt cũng được, nhưng mà mình thích làm cho nó gọn gàng hơn thì mình rớt lại một xíu thôi, cũng nhanh mà đâu có tốn thời gian lâu lắm đâu. Không biết có ai có kiên trì ngồi coi hết clip từ đầu đến cuối của mình không, mà dù sao không các bạn coi đến đâu thì mình cảm ơn tới đó thôi, clip dài mà đâu có bắt ai phải ngồi coi được. Mà các bạn coi nhiều lúc mình gặp cái hình nào đó mình nói những cái cách xử lý, nói chung là cũng tùy theo bạn thôi, bạn có thời gian kiên trì thì bạn sẽ nhận được những thứ mà người khác sẽ không có được. Đấy, chú hề gặp hoài luôn, sau khi chụp về được mẹ bà ngoại của bé mời hai đứa ăn cũng từ chối dữ lắm, mà người ta nhiệt tình quá, người ta vô người ta múc luôn hai tô cho hai đứa, không ăn thì cũng kỳ mà ăn thì cũng ngại nên tranh thủ ăn một tí rồi hai đứa về, không phải bị đói mà ăn, mình ăn để tôn trọng người khác, người ta mời mình nhiệt tình mà, người ta còn múc đem lại sẵn cho mình luôn đồ ăn rồi hai ly nước luôn, nói chung là người mẹ thì rất là ok. Mẹ đây là bà ngoại nha các bạn, bà ngoại của bé đó chứ không phải là chủ tiệc. Chủ tiệc thì lo chụp hình lắm, không có quan tâm tới họ đâu, nhiều lúc người ta lo khách mời rồi đó. Cho nên bạn tự xử thôi, bạn khát nước thì bạn có thể đi tìm nước uống, còn bạn đói thì không nên tìm đồ ăn nha bạn. Đi làm việc thì không nên có cái tư tưởng vậy, chỉ có khát quá thôi, nhiều lúc mình chụp rồi mình kêu mình hô rồi, nên khát nước là điều mà ai cũng phải khát, nên mình tự đi tìm kiếm cái ly lấy mấy cục đá nước ngọt thì người ta để sẵn, thích uống cái nào thì lấy uống thôi, không ai bắt lỗi bạn đâu. Từ khi bạn uống bia thì người ta nói thôi à, đúng không? Cái reset của cái này mình sẽ gửi ở phần mô tả nha các bạn, bạn thích thì đào về mà dùng và áp dụng cho hình của các bạn thì có khi nó sẽ cái tông màu nó khác các bạn, chứ không phải là cái nào nó cũng giống nhau đâu nha. Các bạn có thể giảm chỉnh tăng giảm ánh sáng rồi đó, với lại cái nhiệt độ khi mà mình chụp hình trong tiệc cái mình setup máy á, là cái nhiệt độ ca các bạn đừng nên để auto nha, auto nó bị ám vàng dữ lắm, mình chụp cái hình mà auto với lại cái hình mình chỉnh xong mình nhìn nó một trời một vực à, còn mình đã setup màu cái nhiệt độ màu rồi thì khi mình chỉnh ra thì nó cũng như nhau thôi, nó đẹp như nhau, còn các bạn để cái máy nó tự quyết định thì lúc nào hình nó cũng vàng các bạn, dư vàng rất là nhiều. Nhiệt độ mình hay để là mấy cái chỗ mà có ánh sáng trắng rồi đẹp nó đều như vậy này, là mình để là 4.800 cho đến 5.000 các bạn. Còn khi nào cái nhà hàng mà cái đèn vàng nhiều quá thì mình để là 4.800, 4.600 chẳng hạn, nhưng mà hình RAW hàng nói chung mà mình để ở đó để cho khách họ coi, họ có nhu cầu coi hình ngay tại chỗ á, thì mình đưa cho họ coi hình ok thôi, chứ các bạn chụp auto đưa hình coi dàn khè nó không được đẹp lắm đâu. Các
có nhiều người họ muốn coi hình đó, chụp cho cái họ thích đó, 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 cho chị coi thứ đẹp không, cho chị coi đẹp không đó, mà các bạn không cho coi là cũng không được, phải cho coi các bạn. Mà mình chỉnh cái mình chưa set nhiệt độ màu nó không đẹp thì lúc họ cũng không thích lắm. Còn set nhiệt độ như mình như này, nhiệt độ ok hết rồi, hình đẹp hết rồi, nhìn vô là thích liền, là cho họ coi là 10 người là chụp chụp thêm cho chị tấm nữa, chụp thêm cho chị tấm nữa. Không cho coi thì không được, mà cho coi lại bắt chụp thêm các bạn, khổ vậy đó. Tiệc thôi nôi thì đỡ, nhưng mà tiệc cưới á, thường có một số người hay thích chụp hình lắm các bạn, những người lớn tuổi mà hồi xuân đó các bạn, tuổi từ bốn mấy đến 50 năm mấy đó, thích chụp hình lắm, chỉ cần cho họ coi cái là rồi thôi, con chụp cho cô tấm ở chỗ này nha, chụp chỗ kia nha, nói chung là chụp rất là nhiều các bạn ơi, cho nên mình hạn chế cho coi, trừ khi chủ tiệc thì cho coi các bạn, chủ tiệc là bắt buộc phải cho coi thôi, còn khách mời thì vui thì mình cho coi, còn buồn thì thôi, mình chỉ nói à, hình đẹp rồi cô, có gì con gửi cho chủ tiệc rồi mình liên hệ coi, như vậy đó, chứ đâu có phải ai cũng coi được đâu các bạn. Giống như tấm hình này nè, mình chụp thì ở ngoài, ở trong muốn xong trong nó sáng đủ thì ngoài này nó biết nó phải dư sáng các bạn, bắt buộc là phải dư sáng thôi, rồi mình về đây mình lấy cái rết mình tô lại thôi, thấy không? Là nó đẹp thôi, ở trong đó thì đủ, ở ngoài này cũng đủ, cho nên hình rất là đẹp đều. Thường các bạn chụp hai tối ra nè, vì mình tăng lên một hai size là ok ha. Còn mình thì mình chụp nó đủ sáng luôn, hình nhìn vô là nó đủ luôn các bạn, cho nên đưa vào này thì nó sẽ bị dư, thì mình giảm xuống một xíu thôi không sao, tại vì hình RAW đưa vô đây nó sẽ tăng sáng lên một hai tông rồi đó các bạn. Các bạn biết chỉnh thì không có cái gì mà khó hết á, chỗ nào tối thì mình tăng sáng lên, chỗ nào sáng thì mình giảm xuống thôi, hình lúc nào nó cũng đều hết, hình RAW thì nó đi dư sáng thì mình kéo xuống thôi các bạn, nên mình khuyên các bạn là nên chụp hình RAW để có chất lượng tốt nhất. Cái tấm này nó nhiều một kiểu mà nhiều tấm á, thì các bạn có thể rớp bớt lại, cái tấm nào thấy nhiều thì cái tấm kia rớp sát lại, chứ không cần phải tấm nào cũng cùng một size đâu, chứ khi mà người ta view hình, người ta view người ta thấy cái tấm này rộng, cái tấm kia hẹp, chứ cái tấm nào rộng rộng chung 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 hết với nhau thì nhìn nó không có thú vị các bạn. Giống như mình chụp cái tấm này nè, ở ngoài này ngoài lề này nó sẽ bị dính cái phần đầu của bé này, là cái hình người ta in ra, nhưng mà khi mà mình rớp thì mình bỏ luôn đi các bạn, không nên để mà nó bị cắt được khúc đầu khúc đuôi ló ra cái mắt vậy, nó kỳ lắm, chịu khó mình rớp lại một cái nữa xíu là thôi. Mình chụp hình thì tại vì cái ISO nó cao các bạn, mình tăng lên 1600 cho nên nhìn hình giống chụp canh đêm cũng giống như canh ngày các bạn, nói chung nó đều sáng hình hết, có nhiều người không tăng ISO lên cái hình tối thôi, cái hậu cảnh tối thôi luôn các bạn, chủ thể thì sáng đủ đó nhưng mà cái hậu cảnh nó không có sáng đó, nhìn nếu bức hình nó tối lắm. Rồi thì mấy người chụp truyền thống
mấy người hơi lớn tuổi chụp hồi xưa giữa, thì họ hay đi theo cái phong cách đó, nhìn thì nó cũng như là theo mình thôi, mình thấy nó không đẹp lắm thôi, còn khách thì cũng có người này người kia, họ thích thì không sao mà họ không thích mới là vấn đề. Giống như cái này này đúng không, lót cái mũi của cô người kia ra thì mình rớp lại cái mắt cái mũi thôi, cái này rớp luôn bên này cho khỏi thấy cái nửa người bên này. Đây. Nè, này là dư sáng này các bạn, giảm xuống bình thường nè, giảm xuống 1 tông nữa, tại những cái tấm này mình chạy theo mình chụp á, lúc mình ta thổi bóng là mình chạy theo mình chụp gần á, nên cái sáng nó sẽ không đều được, vì vậy mà mình phải chụp hình raw để gì mình kéo xuống cho nó chất lượng tốt nhất. Cái này mình ở ngoài nó không có cái gì cho nên mình rớp lại luôn, rất là mình đặt tả luôn, chụp cận luôn, đặt tả cái máy thổi bóng này, ai cũng thổi. Có nhiều người thổi căng quá, anh này thổi rất là căng, bự nhất luôn, và cột lại thì nó bùm, tại vì nó căng quá nó nổ, rồi thổi lại cái khác thôi. Đối với hình RAW thì việc cháy sáng là không thể các bạn ơi, kéo lại một cái là đủ thôi. Hình này thì mình rớp luôn cái bé bên này cũng được, nhưng mà rớp bên này thì nó hẹp quá, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái bé bên đây nên mình phải kéo ra một chút. Thổi xong rồi phải bắt ngồi cho nó bể. Anh đây tấm hình này này coi này, wow căng lắm, và nó đã nổ một cái bùm anh nghe té xuống đất luôn. Đây là chị hai của bé nên mình cũng chụp, nói chung là những cái người mà trong gia đình thì mình nên chụp nhiều nhiều và mình chú ý hơn, quan tâm được nhiều hơn. Khách mời thì có cũng được mà không có cũng không sao, còn chủ tiệc những người liên quan trong gia đình phải có các bạn. Ví dụ mình để mình undo lại coi, để nói về tấm hình này đó, mình chụp cái góc này cũng được, hoặc là nếu mình rảnh rỗi đúng không, mình chụp tấm này mình qua mình chụp cái cô bên ngồi sau này, đó là cái những cái khoảnh khắc người ta cười, người ta trông theo, người ta theo dõi, người ta cười đó, những khoảnh khắc tự nhiên nó rất là đẹp các bạn. Mình thì chụp sau một đêm là mình giao hình cho khách rồi này, nhiều lúc về là mình sửa xong là khoảng 12 giờ mấy 1 giờ xong mình là mình up lên Google Drive mình gửi lên cho khách luôn, nên khách đặt chụp hình cho mình thì mình giao hình rất là nhanh, họ cũng thích nữa,
hôm nay chụp ngày hôm sau có hình rồi, hoặc là những người mà đặt tiệc buổi trưa các bạn, trưa là chiều mình về mình xong chiều mình gửi hình luôn, là chiều tối hôm đó là họ có hình up lên Facebook rồi, cảm ơn bạn bè rồi nên họ rất là thích. Chứ các bạn hẹn 5 7 ngày, không 5 7 ngày thì quá, nhưng mà thường các bạn hẹn 3 4 ngày, cái thời gian làm hình nó đâu có dài lắm đâu các bạn, tại vì các bạn không chịu ngồi làm liền với khách, mình muốn là xong là xong, thấy không, xong đơn hàng là giải quyết cho xong luôn, không có để dây dưa các bạn, mình tranh thủ chịu khó một chút nhưng mà mình có cái chất lượng tốt hơn, độ hài lòng của khách là cao hơn, họ sẽ giới thiệu được nhiều người. Nói chung là khách bên mình đa số là họ giới thiệu rất là nhiều, các bạn chụp cho người này giới thiệu người kia, rồi vô mình gặp lại thì khách cũ á vui vẻ thì rồi mình chụp cho họ thêm vài tấm, đó là thay lời cảm ơn vậy đó. Có người thì chụp luôn anh chị em trong nhà, hết người hết chụp cho cháu rồi tới chụp cho anh chị em nữa, nói chung là nhiều các bạn, mình làm dịch vụ ok thì họ giới thiệu rất là nhiều, sợ nhiều lúc họ giới thiệu lại mình không đi được cái ngày hôm đó thì mình lại dở, nhưng mà tại nhiều lúc mình dính cái tiệc cưới, người ta cưới từ sáng rước dâu tối nhà hàng thì mình lại ôm luôn cái show như vậy, cho nên tiệc tối thôi nôi buổi tối không mày mình không đi được thì mình phải đưa cho mấy bạn công tác đi, thì nhiều lúc mấy bạn chụp mày cũng ok nhưng mà nó là không giống như mình đó, và nhiều lúc người ta hỏi ủa sao hôm nay không phải em chụp hả, sao chị đặt em mà sao hôm nay không em không đi, mình phải giải thích thế này thế nọ, giải thích mình bạn công chuyện nha các bạn, chứ đừng có nói là mình đi show khác nhiều tiền hơn nha các bạn, như vậy là không được đâu. Drop lại các bạn, mấy tấm này drop lại. Thường drop hình là mình hay nghiêng về 1 phần 3 nha các bạn. Nó không phải chắc chắn, không phải nhất thiết là phải đủ 1 phần 3 luôn, đúng không? Nhưng mà mình drop theo cái kiểu đó thì nó đẹp hơn, thay vì để giữa hình vậy truyền thống quá thì mình drop qua đây, mà drop qua đây không có gì đúng không, mình kéo lại bên đây thôi, cái tấm này nên để trên giữa các bạn, tại vì mình drop qua bên kia nó không có gì luôn, trống lỏng mà không có background luôn nên nó không đẹp, nên mình để giữa. Những tấm hình cùng bối cảnh như vậy này mình chọn bên này này sao chép này, hay là lặp lại các thao tác mình vừa áp dụng lên cái tấm hình trước á, rồi mình chỉnh cái crop lại thôi cho nó nhanh. Nói chung là các bạn thường xuyên làm hình thì các bạn sẽ nhớ ra được những cái mà mình nên làm cho nó nhanh hơn, thao tác nhanh hơn, chứ không có nhất thiết là phải làm đi làm lại làm hoài cái nhiêu đó, thay vì mình đi đường thẳng thì mình đi đường tắt, tất nhiên là đường tắt lúc nào cũng nhanh hơn đường thẳng các bạn, từ khi gặp sự cố thôi. Các bạn mà nếu mà ai mà coi hết clip thì comment ở dưới nha, comment cái phần comment bình luận á, mình sẽ tặng quà, thích cái reset nào thì cứ nói cho mình gửi ở riêng cũng được. Cảm ơn những bạn mà đã bỏ thời gian ra tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ để ngồi coi clip của mình, coi đi học hỏi, rồi đồng thời là bạn sẽ được người ta cảm ơn, thay vì cảm ơn thì tặng cho các bạn cái reset gì đó, reset về phim hay là phóng sự cưới, mỗi người mỗi cái gu màu khác nhau các bạn, cho nên màu của mình thế này các bạn không thích cơ bạn có thể lấy về và chỉnh lại thêm một tông màu các bạn,
chứ đâu có ép buộc là phải làm y chang tông màu của mình đâu. Mình theo tông màu trong sáng truyền thống, không có bị cái màu trong sáng truyền thống này thì mình dùng tất cả các hình đều được các bạn. Cưới hỏi thôi, nôi sinh nhật, trừ một số hình mà người ta phong cách sống của người ta khác, người ta tây hơn thì người ta thích cái màu tây thì mình lại áp dụng màu tây. Nhưng mà màu tây nó chỉ đẹp vài tấm hình trong cái shot hình đó thôi, chứ cái thực chất có mấy tấm hình cái màu truyền thống này nó vẫn ăn khách nhiều hơn. Dù sao hình trong sáng thì vẫn ok hơn, họ muốn lên màu thì họ tải về điện thoại sẽ đó. Có mấy cái phần mềm lên màu các bạn, bằng điện thoại rất là nhiều. Mình có một tấm hình trong sáng trước đi rồi mình muốn lên cái gì cũng được. Còn mà mình muốn lên cái màu trước rồi làm sao mình chỉnh lại truyền thống được. Mình nhớ chú ý những cái nhân vật trung tâm chính nha các bạn, bố mẹ ông bà, lâu lâu nghía qua họ vài tấm, họ là chủ tiệc mà. Sắp hết rồi các bạn, 300 năm mấy tấm rồi, còn lại 360. Mình lọc hình là 309 á. Trong cái thời gian mình làm hình thì mình thấy những tấm hình mà nó trùng nhau á, không cần thiết á, mình lại xóa bớt đi. Nhiều lúc nó nhiều quá nó mày mất cái hay. Người ta nói là nó nhiều nó dai thành nó dở các bạn. Mà nói 2 tiếng thì thành nó dai được đó. Các bạn thêm xem lý thì cũng biết rồi đó. Đây cô chị leo lên ghế ngồi để một con búp bê bằng bong bóng chú hề tặng, để một bên và nhìn giống như là bạn bè vậy đó. Mình thấy những khoảnh khắc này thì mình nên chụp lại các bạn. Mình chụp hình đẹp, cái đây là thôi sinh nhật lần thứ hai nè các bạn. Lần thứ nhất là thôi nôi đúng không, thì mình không chụp tới tiệc này, nhưng mà lần thứ hai này mình chụp thì những người này thì họ có thể tổ chức mỗi năm mỗi lần các bạn, cho nên lần thứ hai mình chụp ok thì qua sang năm. Lần thứ ba thì tất nhiên là mình tiếp tục chụp rồi. Có bé mình chụp từ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, đúng rồi, 3 năm liên tục luôn, họ đều gọi lại gọi mình hết. Và những người như vậy thì mình tất nhiên là mình nên đi các bạn, không cho dù mình có show khác cao hơn mình cũng phải bỏ, không phải bỏ mà là mình để cho người khác đi. Mình đi cái show như những người khách quen như thế này, họ đã tin tưởng mình, họ đặt mấy năm liền mình thì mình tất nhiên phải ủng hộ. Mình phải có trách nhiệm đi những cái show này. Ok, kết thúc 360 file. Thời gian làm cũng khá là dài. Đây, còn lại hình này. Hình các bạn thấy hình RAW chưa? Hình RAW là hình thô các bạn. Nó hạt nè, mình phải giảm noise nè. Da nó không mịn thì mình giảm contrast nè. Mình tăng màu lên nè. Da dẻ bên đây hồng hà đúng không, mẹ bên đây nó nhợt nhạt đấy, hình của mình nó sẽ trong hơn, nó không bị hạt hơn. View vậy thì nó rộng cái hình hơn, dễ coi hơn các bạn đấy. Bạn bây giờ mình xuất hình, thì mình xuất hình tiệc cái độ phân giải cao, cho nên mình không không cần phải xuất full đâu các bạn. Hiện tại mình cái style của mình là xuất cái size hình là 3.500, 3.500 pixel, để cái màn hình vi tính nó có thể view view nhanh và tốt nhất.
nhanh và rõ nhất là khoảng 3 rưỡi đến 4.000. 4.000 thì nó chỉ có một một vài lỗi, đó là khi mà mình view lên đúng không, thì nó sẽ cái độ view nó chậm hơn. Khi mà mình tắt cái hình nó đi thì mình coi lại, mình mở lên lại thì nó sẽ không rõ nét giống như 100% nữa, mà là giống như là cái độ view của nó trễ các bạn, khi nào nhìn hình nó mờ lắm, nhưng mà thật chất hình nó không phải mờ. Khi mà mình zoom lên thì nó rõ nét rất là căng, nhưng mà khi mà mình view bình thường 100% á, là mình view cái đầu tiên thì nó rõ, nhưng mà mình tắt lên mở lại thì nó sẽ mờ. Cho nên mình chọn cái chế độ là 3.500 pixel, thì khi mà mình mở lên hay là mình tắt mở lại nó đều rõ hết các bạn. Như vậy thì họ coi ok hơn. Có nhiều người họ không rảnh á, không biết cái họ kêu sao hình mờ quá vậy em, mình coi coi sao mà nó mờ quá vậy đó, thì do cái độ trễ của cái màn hình, phải có card card đồ họa rồi nó mới view nhanh được các bạn, đâu phải ai cũng có những cái máy tính cấu hình cao đâu. Ok, sau khi để mình lướt qua một lướt lại một vòng nữa các bạn, thì coi kỹ cho nó ok. Kỹ hết ok thì mình xuất, chứ đừng có làm xong mình xuất liền nha các bạn, lượt lại một vòng nữa để chỉnh, đâu phải là mình ai làm một lần là hoàn thiện đâu, phải coi lại cho kỹ, vì cái đây là cái độ chuyên nghiệp của mình hay không là nó nằm ở đây đây các bạn. Này, hiện tại là dư bé này này đúng không, mình rớp thả một xíu nữa, nhớ lấy canh cái tay bên này nha, cái váy bên này nha, bên này là hết mức có thể thôi các bạn. Khi nào mà họ muốn rửa cái hình này lớn á, họ muốn nhờ mình thì mình xóa này đi, xóa này nhanh thôi mà. 5.000 là được rồi. Rồi xong. Sau khi xuất này các bạn, sau khi mà mình làm xong đúng không, mình nhắn một tấm hình đại nào đó đi, rồi mình nhắn Ctrl A là chọn tất cả các hình nữa các bạn, đúng không, là nó chọn hết rồi nè, 360 tấm này, export này, mình kích chuột phải lên tấm hình nào cũng được, export và chọn export, mình sẽ trong cái phần thứ một xuất hình của mình á, thì mình đánh giá thứ một trước này. Ở đây cái phần rename thì mình chọn custom name and sequence này, để cái phần này là để cho mình ghi được cái tên của mình và mình đánh số thứ tự luôn này các bạn. Nó có cho mình coi này, nó ví dụ này, Vương ạt đúng không, không là số 1 là cái đầu tiên, rồi xe nó sẽ chạy theo là số 2, số 3, số 4, là từ từ số 1 nó tăng lần lên cho tới 360 thôi. Đó, về phần image size này là mình chọn cái hình ngang á, là cái hình cái chiều ngang lớn nhất là 3.5, còn cái hình là những cái hình dọc á là cái chiều cao cao nhất là 3.5 luôn. Đó, cái độ phân giải là 240. Đó, cái phần outburst này là mình chọn cái trình duyệt này các bạn, còn ở dưới đây là để in trên giấy này, mình chủ yếu là để coi thôi, chế độ cao nhất ở dưới này là cái watermark, là cái mình chèn mấy cái ký hiệu hình, cái ký hiệu của mình vô á, bản quyền á, có mấy bạn để logo hay là để cái tên số điện thoại đó thì không cần, mình không cần thiết cho nên mình không để. Còn cái phần ở dưới cùng này các bạn là mình chọn show and blur nha, là để nó xuất xong mà nó hiển thị cái thư mục lên cho mình, còn đây xuất xuất không xuất xong là mở luôn qua Photoshop luôn, mà không cần bạn, cái này là đủ rồi. Rồi export nha. Tại vì hồi nãy mình có xuất vài tấm hình để mình up lên Facebook của các bạn, cho nên nó hỏi là những cái hình này nó có trùng tên rồi á, là mình xuất đề lên hay là sao. Này, mình xuất ra 19 tấm để mình up Facebook rồi nè. Cái này thì ok, mình chỉnh nó, bây giờ mình xóa thôi. Xóa lại ha, cái sử dụng cái username can xuất lại đi.
Thì lần này nó sẽ không hỏi nữa đâu các bạn. Emily 100 bằng rồi, ok. Nó chạy thôi. Thì theo máy các bạn mạnh hay yếu mà cái độ xuất hình nó sẽ lâu hay nhanh nha các bạn. Khi mà xuất hình thì nó chạy hết công suất của máy luôn. 100% full luôn. Nên máy bạn cấu hình bao nhiêu nó chạy hết bao nhiêu luôn á. Trong lúc này thì mình làm những công việc khác thì nó hay chậm trễ lại. Đấy, ở trên này là cái thanh xuất hình này các bạn. Thì hiện tại mình đang ghi quay màn hình và xuất hình luôn cho nên nó hơi chậm một xíu. Đó, ở trên này nó adboard 306 này, nó có hiển thị cho mình nè. Vâng, như vậy thì sau thời gian chờ đợi thì máy của mình cũng đã xuất xong 360 file hình. Đây các bạn, sau khi xuất xong này mình tắt cái Lightroom đi các bạn. Đây. View luôn nào. Đó, như nãy mình nói cái size hình đó này, nó là 3500 pixel các bạn. Đó là khi mình zoom lên thì nó vẫn ok, nó không bị bẻ hạt đúng không? Khi mà mình tắt đi thì nó vẫn vẫn nét đúng không? Còn khi mà các bạn siêu cái hình mà nó cái chất lượng cao quá, khi mà mình view lên thì nó ok, nó nét dữ lắm. Mà khi mà mình hạ xuống bình thường này là nó sẽ bị mờ đi. Là do cái độ lót của cái máy tính nó không cái nhanh á, cho nên nó sẽ bị dễ làm cái hình nó mờ đi, nhìn rất là khó chịu các bạn. Nhưng thực chất nó không bị mờ, hình nó vẫn rõ. Vâng. Và sau khi mình kiểm tra sơ qua toàn bộ hình thì nó ok hết rồi, và bây giờ và tiến hành mình up lên Google Drive rồi mình gửi cái đường link đó cho khách thôi, khách họ tự tải về thôi. Còn khách nào họ không biết tải về á thì mình sẽ hỗ trợ họ là mình gửi qua Google Drive cho họ hay mình gửi qua Zalo các bạn. Gửi qua Zalo thì nó nhanh hơn, sao sắc nét hơn, toàn bộ file HD hết các bạn. Rồi, vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Mình sẽ để cái phần reset ở trong phần mô tả, các bạn thích thì cứ tải về dùng thử. Bạn nếu thấy kênh của mình hay và bổ ích, có nói chung là nó hỗ trợ được cho các bạn phần nào thì các bạn like hoặc là đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.